hậu đăng quang, Thùy Tiên tiết lộ những chuyện chưa từng kể. Trách quốc đăng quang sai đường, tóc 3 ngày chưa gội. Có lúc hồi tiếng kêu em quốc đừng đi đâu, thì anh kêu em mình đi đâu ta, qua trái hay phải chứ đâu. Sau hành trình dài 19 ngày tại Thái Lan và chinh phục thành công chiếc vương miện danh giá của Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới với cương vị là Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Chiến thắng của Thùy Tiên đã làm chao đảo cộng đồng mạng bởi sự nỗ lực vươn lên từ một nàng hậu mờ nhạt đến Tân Hoa hậu Hòa bình. Nàng hậu sinh năm 1998 đã khiến nhiều người tin rằng cô sẽ tỏa sáng rạng rỡ và tiếp tục làm tự hào hai tiếng Việt Nam. Thế nhưng mới đây, Tân Hoa hậu đã tiết lộ những câu chuyện hậu trường xoay quanh cuộc thi. Trước những chia sẻ thành thật của người đẹp, fan sắc đẹp đã phải dở khóc dở cười. Cụ thể, hậu đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã có màn trò chuyện cùng với bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Cô nàng đã bị bóc phốt về mái tóc đầy keo, nhưng sau 3 ngày vẫn chưa gội của mình. Sau khi bí mật bị lật tẩy, Thùy Tiên chỉ có thể cười khúc khích và thú nhận rằng vì lịch trình được sắp xếp quá dày đặc nên đến tận bây giờ cô nàng vẫn chưa có thời gian chăm sóc cho mái tóc. Cuối cùng người đẹp quyết định, thế là em để tóc vậy luôn, khỏi gội. Thời gian gội đầu cầm cách tập được 1-2 tiếng là em tối đi gội được mái tóc vậy luôn, khỏi gội luôn. Trước những chia sẻ thành thật của người đẹp, fan hâm mộ cũng không khỏi bật cười trước vẻ đáng yêu và hài hước cùng nguồn năng lượng tích cực mà Thùy Tiên lan tỏa dù lịch trình rất bận rộn. Cũng có không ít fan sắc đẹp mong rằng cô nàng sẽ không phải ôm đồm quá nhiều việc mà vẫn có thời gian để ăn uống và nghỉ ngơi. Netizen cũng chú ý đến một câu chuyện bên lề khác được nàng hậu chia sẻ hậu đăng quang Miss Grand International 2021. Đó là sau khi được trao cho chiếc vương miện danh giá, Thùy Tiên vì đã quá rung và hạnh phúc, cảm xúc lâng lâng lúc đó dâng trào, kể cả khi cô soạn vali và đã khiến người đẹp quên bất cẩn bị sứt móng tay. Cô nàng cũng tiết lộ một bí mật không ai ngờ tới, đó là những bước đi đầu tiên sau khi nhận chiếc vương miện bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Thùy Tiên đã đi cách quốc đăng quang sai đường. Lúc rehearsal, Thùy Tiên chỉ nghĩ mình sẽ lọt vào top 3 nên chỉ đứng phía sau chứ không được tập trước. Cho nên lúc Việt Nam được hô tên cho danh hiệu cao nhất, cô nàng cũng đã vô cùng bất ngờ và đi sai đường. Sau khi đăng quang, Thùy Tiên đang bận rộn hơn bao giờ hết để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới. Thế nhưng, Thùy Tiên vẫn không ngừng ghi điểm khi liên tục dành những lời cảm ơn cho những người ủng hộ mình ở quê nhà và có lời hứa hẹn. Tiên chắc chắn sẽ có một nhiệm kỳ làm Việt Nam tự hào, không làm mọi người thất vọng. Nàng Tân Hoa hậu đã tiếp tục nhận cơn mưa lời khen sau khi có màn đáp trả đầy bản lĩnh cho những người nghi ngờ khả năng. Cô đã khẳng định, tôi sẽ chinh phục các bạn như cách tôi đã chinh phục quê hương mình, khiến cho netizen rần rần hưởng ứng. Vậy là hành trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên đã khép lại với chiến thắng rực rỡ, mở ra một hành trình mới cho người đẹp trên cương vị là Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Thùy Tiên đang được đông đảo các fan sắc đẹp cả trong nước lẫn ngoài nước mong chờ và kỳ vọng. Hy vọng trong tương lai, người đẹp sẽ tiếp tục tỏa sáng và hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ của mình. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những câu chuyện hậu trường của Nguyễn Thúc Thùy Tiên? Hãy cùng chia sẻ với Gia nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!